khi mang đồ đến cho thuê. À, lượn gì lượn kinh thế hả? Hả? Thay đồ đi. À, thay đồ đi. Tôi còn đang chờ. Chờ gì? Chờ nó mang quần áo đến. Ôi trời chết. Ông Đạt cắt mày đấy à? Thế sao ông lại thế? Nhà không có tiền, sao ông lại làm cái chuyện đấy? Hả? Có sao lại cắt mày? Có tiền cái con củ tiền. Mà Đạt cắt mày, mẹ đi thuê. Mấy người! Đấy, nó mặc gì đấy. Thằng này đúng hẹn hết vậy. Đấy rồi. Hôm nay tao có việc quan trọng đấy. Đâu cô ạ? Hả? Con. Bác ơi, cháu bảo. Đây nhá, cháu để hết trong này rồi. Trong này là rất nhiều bộ. Hai ba bộ gì đấy. Bác mặc bộ nào bác mặc. Còn thừa đâu bác cứ để đấy. Tí cháu đến cháu lấy. Này, quý lắm cho mới cho mượn. Bình thường là cháu cho thuê đấy nhá. Thế bác cảm ơn con nhá. Vâng. Tất cả nhớ là cháu đi gom về cháu cho bác mượn. Nên là đúng 2 tiếng bác phải trả cháu. Không đến, tao tiếp chỉ hơn tiếng thôi. Không đến 2 tiếng. Chắc nhá, không là người ta thịt cháu đấy. Cháu đi mượn đấy. Yên tâm. Thế nhá, cháu về đây. Này, ra cô bảo. Dạ. Mày ở xóm nào mà con nhà ai nhỉ? Sao trông quen thế? Cô ơi, thế cô không nhớ con à? Hả? Ở đâu? Con là học sinh cũ của cô. Học sinh cũ mà. Mày học cô cấp 1 à? Cô thôi chết rồi. Con cũng chỉ học cấp 1 thôi, con có học cấp 2 đâu. Quen quá. Thằng Trung hả? Vâng. Ngày xưa mày nghịch nhất lớp thằng này. Thế bây giờ làm ăn thế nào? Dạ, bây giờ con làm ăn cũng được. Nghề của con cũng gọi là oách oách. Vâng, nhưng mà cái nghề đó nó lạ lắm. Thế thôi cô cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Thôi nhanh. Vâng. Còn cái gì nữa? Dạ, còn dặn một lần nữa cho nó chắc. Nhớ là 2 tiếng là con đến lấy nhá. Thằng nó bảo không đến, mày buồn cười, thằng cười. Trông không tin được. Cô ơi, thôi cô cứ nhớ cho con nhá. 2 tiếng nữa. Vâng. Được rồi, 2 tiếng thôi. Thôi kiểm tra lại một lần nữa này. Cùng nhắc này. 2 tiếng. Được rồi. Nhớ cho con nhá. Nhớ rồi. Ông ơi. Khớp nắm chuyện, cứ cho mượn phải một quần áo nắm chuyện. Ông thay quần áo đi để tôi biết cũng bảo tôi thay cái váy này đây này. Đến đòi lần 1. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa toàn thể hai họ. Vâng. Vâng. Hôm nay nhà em là đi đến đây ấy, là nhà em mang đầy đủ cơi trầu các thứ. Phè rao kia chơi, cứ mày lom xom quá Trung ạ. Rao kia chơi. Sao đấy? Cái gì vậy? Vẩn, chờ đến giờ đâu. Nhà cô đang có khách. Đang có khách. Sao ạ? Không sao. Đi ra ngoài kia. Nhà cô đã có khách. Nòm dòm quá. Cái thằng này trông nó quen vậy. Tại sao cái lưng này trông nó à, không. Cháu này nó học tôi hồi cấp 1 cho nên là các cô chú nhìn thấy nó quen. Vâng. Học sinh cô. Học sinh không có vấn đề gì nhá. Lần 2. Thế đổi bên đi. Đổi bên. Đúng rồi, lại đổi. Đổi bên cho nó phong thủy. Vừa đứng bên này cãi nhau xong ông buồn cười. Thế ông phát biểu. Chú Thắng ơi. Kính thưa các cô. Chú Thắng ơi. Cháu ơi. Nói rồi, thằng này chả có ý thức gì. Ra nhà cô đang có khách. Khổ 5, lắm. 5 phút, Trung ơi. 5 phút. Cháu ơi. Mày mắc mạn đấy à? Các cô chú yên tâm. Cháu nó hàng xóm ấy mà. Thỉnh thoảng nó chạy qua chạy lại. Nó giúp đỡ việc nhà, việc cửa. Không có vấn đề gì cả. Đại chúng mình lại bắt đầu tiếp tục. Và cái kết. Nó đứng đây nó nhìn cái kia không nói được. Thôi. Thôi. Theo cháu lên dừng lại hết đi. Nhá. Quá của cháu 15 phút rồi này. Bác cởi đồ bác xả cháu đi. Cười nhảy anh cứ đâu chứ. Bây giờ người ta đòi cháu cho mới làm nào. Hả? Làm quá làm cái gì. Ấy đi. Để cô giáo. Không được. Nhưng mà bây giờ cháu Trung ơi Trung. Cô bảo con này. Mới để cô giáo tí. Mày nhớ cô ngày xưa cô dạy con đấy. Cô giáo hiền. Ngớm ngày xưa mày học dốt như thế mà cô vẫn cho lên lớp còn gì mấy lớp như thế. Thôi mày vì cô đi. Này, 5 phút cho cô 5 phút. Còn có đúng có một cái nghi thức nữa thôi. Thế đấy thì là xong. Nhá. Yên tâm. Nhìn cái gì cháu? Hả? Muộn nửa tiếng rồi cởi ra. Nhanh cơ kìa. 5 phút. Thôi chết rồi. 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa đấy. Thôi đùa chứ cháu không chịu nữa đâu. Thôi, không cởi cho tự cởi. Mày làm gì mà không. Mày quá đáng. Để cháu tự cởi cho bây giờ. Để bác tự cởi. Cháu đi mượn của người ta chứ có phải ấy đâu. Nhà cô đang có khách. Thôi bác giả cháu cái mũ đây. Thôi chết rồi. Còn cái quần này nữa. Ôi giời. Ôi ba bây giờ người ta dồn, người ta đập cháu ấy này. Cái gì này? Cái quần nâu của bác. Con ơi, quần nâu của bác. Quần nâu mày tham nhé. Mày cướp cả lớp quần nâu. Quá đáng thật đấy. Trời ơi Trung ơi. Học sinh của cô đấy. Thôi. Cười cái gì.
Dạ cháu. Lột luôn. Vì dượng bây giờ biết cái mồm chúng ta thế nào. Cái quần kia tự cởi cho cởi. Thôi, tự cởi cho cởi. Đây là chú cởi. Này, thằng này mày vừa phải đấy nhá. Mày đừng để tao điên lên nhá. Xin lỗi mày. Cháu cũng không biết ăn nói với người ta thế nào đâu. Cháu không biết đâu. Mày cuộc đời người ta chưa biết sợ nhá. Ôi giời. Tao cởi hết đi đây. Mày tầm này rồi. Còn cái áo đấy. Đây, tao cởi nó đi. Cái bao tải của cháu đâu? Đây. Bao tải không kia kìa. Mày quá đáng vừa rồi đấy mày. Ngã chưa? Không kìa. Ôi trời ơi. Mẹ mày mày lom dom quá đấy. Ôi trời ơi, chú Trắng ơi. Cái gì? Chú thuê xe của cháu chú đi thế nào dụng bố là bố rồi thế này. À. Không phải tại chú đâu. Ôi trời. Khổ quá. Cái này ấy là đang đi dọc đường thì tự nó rơi ra. Tự nó rơi? Ừ. Hay là cô chú đi báo bốc đầu nó mới rơi ra? Làm gì có chuyện mày chú đi bốc đầu. Trời ơi, giả như bọn tao thì còn đi báo cái gì? Không nói nhiều nữa nha. Tôi đã bảo với ông này. Rồi nhá. Lần ôi sau ấy tìm cái thằng nào mà thuê. Cái thằng mặt như chó nhật thế này đừng có thuê. Này, cháu nói với cô luôn nhá. Cháu bảo từ đầu là thuê hẳn 4 tiếng đi. Ôi trời ơi, tao chỉ 2 tiếng thôi. Tại bà. Cái gì? Cứ tiết kiệm mà. Tôi bảo thuê 4 tiếng. Cái tiền thuê xe này nhá, tính riêng nhá. Còn hôm nay cháu đi gắn bô hết bao tiền nhá, tối sang giả cháu nhá. Ôi trời ơi. Thôi ơi, chú ơi, ơi, con ơi, thôi con nể cô. Không nể được cô đấy. Không ai nể con cả. Bây giờ người ta dồn người ta đòi con rồi. Con ơi. Anh nhục chưa rồi. Đấy, vứt cả cái bao tải của người ta đi. Ngay, 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 ngay. Thế giả mẹ mày đốt này, còn cái này này. Mẹ mày may hôm nay là ông còn... Cái này của tao à, ừ, đừng quên. Thôi con đừng bắt đền tôi chú. Ôi giời ơi, chú ơi. Cái gì? Chú đi thế là mà xịt cả lốp. Ôi giời. Này đã, này cái thằng thầy mày. Đã kèo nhá. Này, thì lần sau đừng có mà xí. Xin chào và không hẹn gặp lại.